Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. OC35, một tổ hợp y tế mới trong hệ thống cao Optima, 844-354-3535. Top Star Real Estate, 714-863-7824. Chào mừng quý vị và những bạn truyền hình Literature on TV theo dõi phần tin tổng hợp trong ngày hôm nay cùng với Thanh Tâm và Đỗ Tuấn Khoa. Sau đây mời quý vị cùng bước vào bản tin thế giới. Dân chúng Ukraine biểu tình phản đối chính phủ đưa người di tản từ Vũ Hán trở về. Tai nạn giao thông tại Montreal làm ít nhất 60 người bị thương. Một nghi can đâm người tại một thánh đường Hồi giáo ở London bị bắt. Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết với Thanh Tâm. Cảm ơn Đỗ Tân Khoa. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên trong phần tin về thế giới. Dân chúng Ukraine biểu tình phản đối chính phủ đưa người di tản từ Vũ Hán trở về. Một nữ công dân Ukraine tên là Julia Volok khởi hành từ Dnipro đã trải qua cuộc hành trình khắp châu Á trước khi dừng lại Vũ Hán ngày 19 tháng 1, dự định một vài ngày trước khi quay về nước ngày thứ Năm 20 tháng 2. Tuy nhiên, bà bị kẹt lại Hoa Lục hơn 3 tuần lễ qua và bị cách ly cùng với 45 người đồng hương. 27 công dân Afghanistan, xin lỗi quý vị, 27 công dân Argentina và nhiều người quốc tịch Cộng hòa Dominican, Ecuador, Salvador, Costa Rica khi phi cơ hạ cánh Ukraine. Số công dân trên được đưa đến một địa điểm kiểm dịch tại một thị trấn ở miền trung Ukraine hôm thứ Năm đã phải đối đầu với thái độ thù địch của người dân tại địa phương. Người biểu tình chặn đường dẫn đến trung tâm điều dưỡng tọa lạc tại làng Novi Sahari đã đụng độ cảnh sát, đốt vỏ xe và ném gạch đá vào một đoàn xe buýt chở người di tản đến cơ sở y tế để cách ly và kiểm soát tình trạng sức khỏe trong vòng 2 tuần lễ. Cảnh sát bắt 24 người biểu tình phản đối việc tiếp nhận người di tản đến từ Vũ Hán của Hoa Lục vì sợ làm lan tràn dịch coronavirus. Ukraine chưa có trường hợp nào xác nhận bị nhiễm coronavirus. Và thưa quý vị, trong phần tin thế giới cho hay là hàng chục chiếc xe hơi đã đụng dồn đóng trong tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra vào ngày hôm thứ Tư trên xa lộ ở phía nam của Montreal và làm ít nhất 2 người bị chết và 60 người bị thương. Người ta thấy rất nhiều chiếc xe bị đụng nát, văng vãi các mảnh vỡ trên xa lộ 15 gần ngoại ô của La Prairie. Và báo chí địa phương cho biết 200 chiếc xe hơi đụng nhau dồn đóng trong vụ tai nạn này. Theo cuộc điều tra của cảnh sát, thì một cơn mưa đá đã trút xuống đột ngột khiến cho các tài xế không quan sát cảnh vật chung quanh và đụng nhau hàng loạt như vậy thưa quý vị. Wow! Tại vì đường trơn quá, khi mà đá như vậy là thắng là nó cũng vẫn trượt thôi. Dạ, thành rồi. Ra khi mà một chiếc xe mà nó ủi chiếc trước là nó cứ như thế mà nó đổ dồn lại với nhau. Bản tin tiếp theo, bắt nghi can đâm người tại một thánh đường Hồi giáo ở London. Một vụ tấn công bằng dao xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo gần Regent's Park ở London hôm thứ Năm 19 tháng 2 đã làm một người đàn ông 70 tuổi bị thương. Cảnh sát cho biết đã bắt một nghi can giết người. Một nhân chứng tên Wattis cho biết đang cầu nguyện thì nghe tiếng la thét và trông thấy cảnh một người quản trị ngôi đền thờ bị đâm với con dao còn dính chặt ở vai. Wattis nói rằng các tín đồ có mặt tại đây đã vây bắt nghi can tấn công và đưa nạn nhân ra bên ngoài trước khi gọi cảnh sát đến can thiệp. Cảnh sát London cho biết thương tích của nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng. Và nhà thờ ở De Gaulle bị đóng cửa để mà ngăn chặn coronavirus lan tràn. Nhà thờ De Gaulle ở Nam Hàn thường xuyên quy tụ các tín đồ đến tham dự thánh lễ đã được lệnh đóng cửa và phong tỏa chặt chẽ để ngăn ngừa dịch bệnh coronavirus lan tràn. Giới chức thẩm quyền Nam Hàn cho hay có 104 người bị nhiễm coronavirus tính đến thứ Sáu ngày 21 tháng 2, nâng tổng số bệnh nhân lên là 156 người. Phần lớn là cư dân ở De Gaulle, thành phố lớn thứ tư của nước này với dân số 2.5 triệu người.
Giới chức thẩm quyền y tế tại đây cho biết đang kiểm soát tình trạng sức khỏe của một phụ nữ 61 tuổi đã đến viếng nhà thờ Chúa Giêsu Shinji ở thành phố Daegu trong những tuần lễ gần đây. Người ta thấy một thành viên của giáo hội thường xuyên túc trực tại đây đe dọa sẽ gọi cảnh sát khi có người muốn bước vào nhà thờ. Người này đã dán một thông báo đóng cửa ở cổng ra vào và cho biết 9.000 tín đồ của nhà thờ đang tự cách ly bằng cách trốn chặt trong nhà. Nhà thờ được thành lập vào năm 1984. Vào hôm thứ Sáu, Thủ tướng Nam Hàn xác nhận thành phố Daegu và quận Cheongdo ở lân cận là khu chăm sóc đặc biệt và dự tính điều động các nhân viên y tế của quân đội đến làm việc và thiết lập các cơ sở cách ly tạm thời. Các trung tâm, nhà hàng và đường phố của thành phố hầu như trống rỗng vì cuộc khủng hoảng chưa từng có. Vẫn là một bản tin về coronavirus, Vũ Hán biến thành thị trấn ma. Đường phố ở Vũ Hán của Hoa Lục hôm thứ Năm 20 tháng 2 hoàn toàn hoang vắng sau gần một tháng bị phong tỏa vì dịch coronavirus bùng phát đã lây nhiễm khoảng 75.000 người và giết chết hơn 2.236 người. Hầu hết các phương tiện giao thông ở Vũ Hán, 11 triệu dân, đã bị đình chỉ hoạt động và tất cả công dân bị buộc phải ở nhà. Quyết định phong tỏa thành phố bắt đầu từ ngày 23 tháng 1 khiến cư dân không thể rời khỏi Vũ Hán, Hoàng Cương, Y Châu và nhiều thành phố khác của tỉnh Hồ Bắc. Ở Thượng Hải và Bắc Kinh, các biện pháp hạn chế được áp dụng đối với các cộng đồng nhỏ hơn, chẳng hạn như là các tòa nhà hoặc khu phố riêng biệt. Một đám cưới tập thể tại Philippines có gì lạ thưa quý vị? Vâng, một đám cưới tập thể được chính phủ bảo trợ được tổ chức tại một thành phố trung tâm của Philippines vào ngày hôm qua. Với 220 cặp vợ chồng đã hôn nhau qua lớp khẩu trang để ngăn ngừa sự lây lan của coronavirus. Giới chức thẩm quyền thành phố ven biển Bacolod đã cung cấp khẩu trang cho các cặp vợ chồng và khách mời tham dự tiệc cưới sau khi được kiểm soát tình trạng sức khỏe. Đám cưới tập thể được tổ chức hàng năm theo truyền thống sau ngày lễ tình nhân ở thành phố này với kỷ lục là 2013 đôi vợ chồng vào năm 2013. Tại Philippines thì có người chết vì coronavirus đầu tiên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ trong số 3 người bị nhiễm bệnh coronavirus và tất cả đều là người quốc tịch Trung Quốc. Trong khi đó tại Hồng Kông đã có một cảnh sát viên 48 tuổi, người đầu tiên được xác nhận bị nhiễm coronavirus và 59 cảnh sát viên khác bị cách ly. Người này đã tham dự một buổi tiệc với 59 cảnh sát viên khác ở quận phía Tây của thành phố vào ngày 18 tháng 2. Hồng Kông có 69 trường hợp được xác nhận bị nhiễm coronavirus và 2 người đã chết tính đến nay. Các trường hợp bị nhiễm coronavirus gần đây gồm có một nhân viên nhà hàng thức ăn nhanh và một tài xế taxi. Kính thưa quý vị, tiếp theo phần tin về coronavirus, cảnh sát viên Hồng Kông đầu tiên bị nhiễm coronavirus. Giới chức thẩm quyền Hồng Kông hôm thứ Sáu cho biết một cảnh sát viên Hồng Kông được xác nhận bị nhiễm coronavirus, người đầu tiên bị nhiễm bệnh tại thành phố trung tâm tài chính châu Á và 59 cảnh sát viên khác đã bị cách ly để ngăn chặn sự lan tràn coronavirus. Người cảnh sát 48 tuổi này trước đó đã tham dự một bữa tiệc với 59 cảnh sát viên khác ở quận phía Tây thành phố ngày 18 tháng 2. Tính đến nay, Hồng Kông có 69 trường hợp được xác nhận nhiễm coronavirus và 2 trường hợp tử vong gồm một nhân viên nhà hàng bán thức ăn nhanh và một tài xế taxi. Và Los Angeles mua 155 xe buýt chạy điện. Sở Giao thông Vận tải thành phố Los Angeles cho biết sẽ mua thêm 155 chiếc xe buýt chạy điện cho đội xe vận tải công cộng của thành phố trong vòng 2 năm tới. Và giới chức thẩm quyền ngành giao thông vận tải thành phố Los Angeles vào ngày hôm qua cho biết đã mua tổng cộng 130 chiếc xe buýt của một nhà sản xuất tại địa phương và biến thành đơn vị mua xe buýt điện lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ từ trước cho đến nay. Văn phòng thị trưởng Eric Garcetti thì nói rằng một trong những mục tiêu hoạt động được thành phố thông qua gần đây là tăng cường số xe buýt không sử dụng xăng để trở thành thành phố không có khí thải vào thời điểm tổ chức Thế vận hội năm 2028. Bản tin vừa rồi vừa kết thúc phần tin tổng hợp của Little Sài Gòn TV cùng với Thanh Tâm và Đỗ Tấn Khoa trong ngày hôm nay. Đỗ Tấn Khoa và Thanh Tâm cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và kính chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.